Xin chào các em, lại là cô Mon đây. Và trong thời gian qua thì cô đã nhận được rất nhiều những tin nhắn của các bạn học sinh hỏi cô những câu như là: à, em vừa mới học xong N4 xong thì em nên học lên N3 như thế nào hả cô? Sách luyện N3 là sách nào là phù hợp cô nhỉ? Hoặc là thời gian cần thiết là bao nhiêu lâu để em có thể học được N3? Thì có quá là nhiều câu hỏi luôn và mình thì không thể nào trả lời hết được tất cả những câu hỏi đó. Cho nên là cô quyết định là sẽ làm một series những video ở đây và chia sẻ với các bạn là cô đã học tiếng Nhật, học N3 và dạy N3 như thế nào. Thông qua những series này mong rằng là các bạn sẽ có một cái nhìn đầy đủ hơn về N3 cũng như là các bạn sẽ có được kết quả tốt trong những kỳ thi sắp tới. Vì vậy mà mọi người đừng bỏ qua series này nhé. Còn hôm nay với video đầu tiên thì chúng mình sẽ cùng nói về chủ đề đầu tiên, đó là lộ trình cho những người học từ N4 lên N3. Trong video ngày hôm nay thì cô sẽ chia sẻ với các bạn 3 nội dung sau đây. Đầu tiên đó là thời gian cần thiết để một người học từ N3 lên N4. Vấn đề số 2 đó là chúng ta sẽ chọn những tài liệu nào để phù hợp để học N3. Và vấn đề số 3 đó là phương pháp cho những người vừa học từ N3 lên N4 học như thế nào để có hiệu quả nhất và rút ngắn thời gian nhất. Bây giờ thì đầu tiên chúng mình sẽ cùng nói về thời gian nhé. Nếu như mà chúng mình học từ số 0 này lên đến N5, lên đến N4 thì nếu như các bạn học liên tục thì chỉ mất khoảng 3 đến 4 tháng thôi phải không? Thế nhưng mà N3 thì hoàn toàn khác. Có những người mất đến nửa năm để học N3, cũng có những người mất đến 1 năm hoặc là vài năm mà vẫn chưa học xong N3. Vậy thì thời gian nào là phù hợp để học N3 nhở? Bây giờ thì mình sẽ đưa ra cho mọi người một số những bí quyết sau đây và cách tính thời gian sau đây để mọi người học phù hợp nhất nhé. Theo thống kê cũng như là trong cái quá trình mình dạy thì cô có một cái kinh nghiệm như thế này. Trung bình một người sẽ cần mất khoảng 160 giờ liên tục để có thể học xong cái lộ trình của N3. Và chúng ta sẽ cùng thử tính một phép toán đơn giản sau đây nhé. Ví dụ như bạn là một người rất là chăm chỉ, rất là siêng năng. Mỗi một ngày bạn dành ra 1 tiếng để học tiếng Nhật. Và bạn học xuyên suốt từ thứ 2 đến thứ 7, học 6 ngày. Còn đâu chủ nhật thì chúng ta có thể đi chơi với gấu hoặc là về quê chẳng hạn. Vậy thì bạn sẽ mất khoảng 5 đến 6 tháng, tức là nửa năm để các bạn có thể học hết N3. Đó là mọi người chăm chỉ thì mới học được như vậy đúng không? Tuy nhiên thì là trong cuộc sống của chúng ta đâu chỉ có riêng tiếng Nhật đâu. Chúng ta còn có gì nỗi lo về cơm áo gạo tiền này. Trong đầu chúng ta thì còn có cả câu chuyện của công việc, chuyện của tình yêu nữa đúng không? Thế là làm sao để các bạn có thể là học tiếng Nhật một cách hiệu quả nhất và rút ngắn được cái thời gian này nhỉ? Và cô thì sẽ có một số những lời khuyên sau đây nhé. Lời khuyên thứ nhất về thời gian học, đó là bạn hãy tạo cho mình một thói quen học ngay lập tức. Mình gặp rất nhiều học sinh có một cái suy nghĩ ở trong đầu, đó là nếu như mà học xong N4 rồi thì mình cứ nghỉ giải lao hoặc là nghỉ ngơi một chút đã, xong rồi thì mới học lên N3. Và suy nghĩ này các em ơi là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Bởi vì là sao, nếu như mà bạn nghỉ một thời gian thì kiến thức nó sẽ quên. Cái việc học ấy nó giống như việc chúng ta đi xe đạp lên dốc. Khi bạn dừng lại không phải là bạn ở chỗ đó mà bạn đang tụt lùi so với người khác. Thì khi mà mọi người học lên N3, mọi người sẽ bị sốc toàn tập luôn. Và N3 tất cả những kiến thức nó có liên quan chặt chẽ với N4. Cho nên bí quyết đầu tiên đó là các bạn hãy học ngay lập tức, học xuyên suốt và đừng bao giờ nghỉ ngơi nhé. Và bí quyết số 2 đó là mọi người hãy đến trung tâm học. Bởi vì sao? Bởi vì là trung tâm không chỉ là có một lộ trình rất là rõ ràng và hiệu quả và có giáo viên để kèm cặp bạn, mà ở nơi đó bạn có cả những người bạn nữa. Và chính những người đi cùng mình sẽ là tạo động lực cho mình tốt nhất để mình học mỗi ngày phải không? Ví dụ như ở Riki thì khóa N3 có một lộ trình rất là rõ ràng và hiệu quả, đó là chia làm hai giai đoạn. N3 giai đoạn 1, Sunbi là khóa dành cho những người vừa học từ N4 lên. Còn N3 giai đoạn 2, Tai Sắc Cự là khóa học chiến thuật, trang bị những kỹ năng để các bạn có thể thi chắc chắn đỗ kiến thức N3. Và nếu như mà mọi người theo xuyên suốt cái lộ trình của một trung tâm thì các bạn chỉ mất khoảng 3 đến 4 tháng là đã có thể kết thúc chương trình N3 và bắt đầu vào ôn luyện và thi rồi. Thế còn có những bạn thì ở Nhật này hoặc là những bạn ở xa, ở quê thì có nhắn tin cho mình mà rằng là ở chỗ em thì cũng không có môi trường học được để hiệu quả cũng như là được chuyên nghiệp. Hoặc có những bạn mà thời gian học của mọi người thì rất là ít, các bạn phải đi công tác hoặc là làm việc rất là bận rộn, không thể thu xếp để học ở trên trung tâm được. Thì với những học sinh như vậy, mình có một lời khuyên, đó là các bạn hãy tham khảo và học ứng dụng một khóa online. Với khóa online thì bạn có thể học ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, và giáo viên thì vẫn hỗ trợ bạn như một lớp offline thông thường. Các bạn có thể tham khảo ở link sau đây nhé.
Vậy là bây giờ các bạn đã có thể xác định được là thời gian để mọi người học từ N4 lên N3 là mất bao nhiêu rồi đúng không? Nếu như mà tự học ở nhà thì có thể sẽ khoảng mất nửa năm hoặc là một năm. Nhưng mà nếu mà đi học trung tâm hoặc online thì thời gian tiết kiệm còn một nửa thôi. Tiếp theo, sau khi mà mọi người đã xác định được tinh thần là học trong khoảng thời gian bao lâu rồi thì chúng mình sẽ tìm hiểu về những sách và những tài liệu mà mọi người nên học trong khóa này nhé. Nếu như mà ở N4 và N5 thì các bạn có một cuốn sách đã được quy định ngay từ đầu, đó là học Minna no Nihongo rồi, và bạn cứ thế mà học theo thôi, thì lên N3 hoàn toàn khác. Không có một sách nào gọi là một sách tuyệt đối tốt nhất để học N3 cả. Và nếu mà bạn đi ra hiệu sách mà hỏi là em nên học sách nào thì bạn sẽ thấy cả một rừng sách N3 đang ở đó. Nhưng mà theo cái quá trình mà mình dạy cả online và offline, và mình đã tiếp xúc với rất nhiều các phương pháp dạy khác nhau, thì mình có đưa ra một cái lộ trình và các cái loại sách sau đây. Chúng ta như đã nói đó là mình sẽ chia ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn N3, giai đoạn 1, Zumbi dành cho những học sinh vừa mới bước chân học xong N4. Thì với ngữ pháp thì chúng mình sẽ cùng học cuốn sách Try. Cuốn sách Try này thì ở trong nó có cả giải thích tiếng Việt nữa, sẽ giúp cho bạn cảm thấy là dễ hiểu hơn, có các bài văn và file nghe, phần luyện tập cũng rất là thú vị. Với từ vựng thì chúng ta sẽ học cuốn Mimikara Oboeru N3. Thì tại sao cuốn này lại dùng để dạy cho từ vựng của N3? Bởi vì từ cái chữ Mimikara thì là nghe và sao cho chúng ta nhớ đúng không? Tiếp theo thì các bạn sẽ cùng nói chuyện với nhau về Kanji. Thì Kanji chúng mình sẽ học cuốn Somatome. Somatome thì chắc là đã quen với mọi người rồi nhỉ? Bây giờ thì các bạn có thể nhìn lên ảnh và thấy Somatome đang ở đây đúng không? Tiếp theo, về nghe hiểu và đọc hiểu thì với đọc hiểu mình có Susume và khuyến khích mọi người học hai cuốn sau đây. Đầu tiên là chúng ta hãy cùng tìm hiểu các bài đọc hiểu thông qua cuốn 55 cộng. Cuốn 55 cộng này thì mình cảm thấy là phù hợp nhất cho những bạn vừa học N4 xong. Và để cho mọi người có thể quen hơn về văn phong cũng như là chúng ta có thể luyện dịch được nhiều hơn thì các bạn hãy lên Google search NHK Essay như thế này, trên cái cách mình search như thế này, và sẽ ra được rất nhiều những bài đọc hiểu nói về tình hình của Nhật Bản bây giờ nhưng mà lại dành cho người nước ngoài đọc và học. Nó rất là phù hợp cho trình độ của chúng ta đấy. Với nghe hiểu thì để có thể nghe tốt hơn, ở trong giai đoạn này bạn cần phải học bắt âm trước đã. Học bắt âm có nghĩa bạn cần phải quen với âm của người Nhật vì người Nhật nói rất là nhanh. Vì vậy mà mình khuyên các bạn nên học cuốn Shadowing đầu tiên. Shadowing có nghĩa là phương pháp bạn nghe người ta nói gì và bạn nói lại, phản xạ lại như vậy. Phương pháp này nó còn giúp cho bạn học giao tiếp rất là tốt chứ không phải là nghe đâu. Khi mà mọi người đã học Shadowing xong rồi, mọi người đã có một cái phản xạ rất tốt về tiếng Nhật rồi, thì vào các file nghe N3, dẫu không hiểu được cái từ vựng và cái ý cụ thể người ta nói cái gì, nhưng mà mình cũng có thể đoán qua được đúng không? Sau khi mà kết thúc giai đoạn 1 rồi thì chúng mình sẽ cùng bước lên giai đoạn số 2. Đó là chúng ta sẽ trang bị thêm các kiến thức nâng cao và cùng học về chiến thuật thi N3. Ở giai đoạn này thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một số các cuốn sách sau đây. Với ngữ pháp thì các bạn hãy nhớ là học cho mình cuốn Shinkansen nhé. Ở giai đoạn này thì mình rất là muốn mọi người theo cái bộ Shinkansen, bởi vì bộ Shinkansen quá nổi tiếng và rất là hiệu quả rồi. Ngữ pháp này, đọc hiểu này và nghe hiểu thì các bạn hãy tham khảo Shinkansen, bởi vì bộ này rất là hiệu quả. Thêm vào đấy, đọc hiểu và nghe hiểu để làm thêm bài tập thì mọi người có thể tham khảo thêm bộ Speed Độ Master nữa. Từ vựng thì mọi người nên ôn tập trong Mimikara thôi là mình đã cảm thấy rất là đủ rồi đấy. Còn Kanji thì mình có một cuốn siêu siêu hay ở đây để giới thiệu cho các bạn, đó là Kanji Master N3. Sau khi mà học xong Kanji của Somatome rồi thì nhớ chuyển sang Kanji Master của N3 nhé. Nhưng mà nếu như mà có bạn nào hỏi đó là những cái tập sách đấy đã thật sự là đầy đủ chưa, thì mình sẽ nói là chưa đâu. Sau cái khóa tai sắc tự này thì chúng mình sẽ cần phải luyện tập trước và luyện đề trước tầm 1 tháng đúng không? Và mình cũng đã làm một video giới thiệu cho mọi người những sách mà mọi người học trước 1 tháng, toàn là những sách luyện đề hay thôi, ở link sau đây. Các bạn hãy bấm vào và tìm hiểu thêm những sách khi mà các bạn cần để luyện đề N3 nhé. Bây giờ thì chúng ta đã hiểu qua đó là chúng ta cần chuẩn bị những sách gì để học rồi đúng không? Nếu như mà có ai bảo cô ơi sách ít quá thì không hề ít đâu, mà đây là những sách mình thấy rất là hiệu quả rồi. Người ta nói là sao, bạn chỉ cần học một sách thật sự chất lượng nhưng học đi học lại thôi, tốt hơn rất nhiều là bạn ôm 1.000 hoặc 100 cuốn sách nhưng mà mỗi sách bạn chỉ lướt qua vài dòng. Sau khi mà mọi người đã biết sách học rồi thì chúng mình sẽ cùng bước vào đến phần số 3 của video ngày hôm nay, là nói về những cái phương pháp học của N3 giúp cho bạn học tốt hơn và học hiệu quả hơn.
Bạn có bao giờ để ý một người khi mà người ta xây nhà không? Nếu mà người ta xây nhà nhá, người ta sẽ dành hàng tháng trời chỉ để xây cái móng nhà thôi đúng không? Sau khi mà cái móng nhà vững chắc rồi thì bắt đầu người ta mới xây những cái bức tường hoặc là mái nhà để nhà có thể là chắc chắn hơn, hoặc là sơn nhà để nhà có thể đẹp hơn. Vậy thì việc học ngoại ngữ cũng vậy. Cái móng nhà của chúng ta ấy, nó giống như cái nền tảng căn bản của tiếng Nhật, đó là từ vựng, ngữ pháp và kanji căn bản để bạn có thể là sử dụng trong cuộc sống này. Vì vậy mà mình nghĩ bạn nên dành khoảng 1 tháng, có khi đến 2 tháng đầu để luyện thật nhiều từ vựng, luyện thật nhiều ngữ pháp và kanji, để sau này khi mà bất cứ một bài đọc hiểu, một bài nghe nào bạn cũng không sợ từ vựng kanji trong đó. Thế nhưng 1 và 2 tháng đầu và học theo những giáo trình mà mình vừa nói ở trước thì phương pháp học như thế nào là phù hợp? Tất nhiên như mình khuyên, bạn nên đến học trung tâm và đăng ký khóa online thì sẽ có người hướng dẫn bạn cụ thể hơn. Tuy nhiên ấy thì người quyết định là bạn có học được tốt hay không phải là giáo viên, không phải những khóa học, mà chính là bản thân bạn. Bạn chỉ học 2 tiếng trên lớp thôi, hoặc là nghe một cái video dài 1 tiếng thôi, nó vẫn chưa là đủ mà bạn sẽ cần phải tự học rất rất nhiều nữa. Và phương pháp tự học như thế nào? Đầu tiên với kanji và tự vựng nhé. Từ vựng thì mình hướng dẫn là các bạn có thể là tham khảo 2 trang web tại Flashcard sau đây, đó là Quicklet và Memrise. Ở trên này thì mình cũng sẽ điền link cho các bạn để các bạn có thể tham khảo. Memrise và Quicklet là 2 trang dạy về Flashcard giúp bạn ôn đi ôn lại từ vựng mỗi một ngày. Và nó có một cái rất là thông minh, mình thấy là nếu những từ nào mà mình quên nhá thì nó sẽ lặp đi lặp lại hàng ngày và bắt bạn ôn đi ôn lại. Chính vì vậy mà một ngày bạn có thể nhớ đến 100 từ. Thật sự là có thể nhớ đến 100 từ đấy. Hoặc là các bạn có thể tự làm flashcard riêng. Ví dụ như ở đây thì mình có mua flashcard và học mỗi ngày như thế này. Ví dụ như giờ nghỉ trưa hoặc là những cái giờ rảnh rỗi này thì mình đi xe buýt chẳng hạn, thì mình sẽ cầm cuốn này và giờ đi giờ lại đọc. Thì thật sự là nó rất có hiệu quả. Flashcard là phương pháp học rất tốt các bạn nhé. Với kanji có nghĩa là các bạn đang thấy rất là đau đầu với kanji đúng không? Mình nghĩ kanji học hiệu quả nhất, đầu tiên bạn phải học từ những cái bộ thủ cho mình trước đã. Và sau đó thì hãy áp dụng những câu chuyện thú vị vào những cái hình trong kanji. Câu chuyện sẽ giúp bạn nhớ dai hơn. Ví dụ như hình sau đây. Đó, một giáo viên trong khóa online của Riki thì các bạn thấy là cũng đưa rất nhiều những câu chuyện để các bạn có thể nhớ được hơn đúng không? Cho nên với kanji, hãy học thông qua các câu chuyện để có thể nhớ lâu hơn, nhớ dai hơn và nhớ hiệu quả hơn nhé. Với ngữ pháp, nếu như mà ai đang đau đầu với ngữ pháp thì 2 của cuốn Try và Shinkansen ngữ pháp, họ sẽ cung cấp rất rất nhiều những ngữ pháp cho bạn. Bạn sẽ cảm thấy khá là đau đầu, cứ học cấu trúc này thì lại quên cấu trúc kia. Nhưng mà mọi người hãy cứ chuẩn bị một tinh thần ngay từ ban đầu, đó là ngữ pháp bản chất của nó đã là khó rồi. Vì thế có một cái mẹo sau đây, bạn cứ coi một cái ngữ pháp là một từ vựng mới. Bạn tập quen và học thuộc cái cách nghĩa của nó trước đã. Sau khi mà mọi người đã quen với nghĩa của nó rồi thì các bạn hãy cùng làm thật nhiều bài tập, sử dụng ngữ pháp ấy thật nhiều trong cai qua, thì như vậy mọi người sẽ nhớ nó rất là lâu đấy. Một tip nữa để các bạn có thể học được ngữ pháp, đó là ngữ pháp luôn có một sự logic như toán học vậy. Mình luôn cảm thấy một niềm yêu thích và thú vị trong ngữ pháp. Ví dụ nhá, bạn đã từng học ở N4 một cấu trúc ngữ pháp là danh từ đi với ni shimasu. Danh từ đi với ni shimasu sẽ mang nghĩa là lựa chọn cái gì đấy. Ví dụ kohi ni shimasu, tức là sao? Tôi uống cà phê, tôi chọn cà phê đúng không? Thì lên N3 cái sự logic như thế này, họ mở rộng cấu trúc N4 ra, từ danh từ ni shimasu họ chuyển thành là veru koto ni shimasu, tức là tôi chọn việc làm này đúng không? Và chúng mình dịch là tôi quyết định làm về. Đó thì nó có một cái sự tư duy như vậy. Hoặc là sao? Hoặc như thế này nhá. Các bạn có biết từ kansuru không? Kanshimasu, cái chữ quan mang nghĩa là quan tâm phải không? Đấy, thế thì chúng ta sẽ có một cấu trúc ngữ pháp là danh từ đi với ni kansuru, là liên quan đến việc gì đó. Thì tất cả bạn thấy là ngữ pháp nó có một sự logic từ cán, từ hán tự này, từ từ vựng mà ra, hoặc từ N4 mà lên. Cho nên là mọi người nhớ xây một cái nền tảng N4 thật tốt nhá. Rồi, thế bây giờ còn với nghe hiểu và đọc hiểu thì sao? Với nghe hiểu như mình khuyên các bạn là bạn hãy học theo giáo trình của shadowing trước tiên đã. Đừng vội gì mà các bạn lại nghe ngay những file N3 thì các bạn sẽ bị sốc đấy. Hãy luyện cho mình được cái tai của mình nó quen với âm tiếng Nhật qua file shadowing nhé. Còn với đọc hiểu
thì mình khuyên là các bạn hãy học từ cấu tạo câu, học từ dịch câu. Sau khi mà mọi người đã học được dịch câu rồi và có một cái nền tảng từ vựng ngữ pháp tốt rồi, mọi người có thể dịch tất cả các bài đọc hiểu mà N3 mà không hề sợ nó dài hay là sợ là nó có quá nhiều những cái khó đâu. Vì thế mà hãy học từ nền tảng căn bản là cấu tạo câu và dịch câu trước nhá. Ví dụ như video hình sau đây thì mình cũng có dạy mọi người là cách cấu tạo câu nữa. Hãy click vào video này và học về dịch câu vì nó hoàn toàn miễn phí với mọi người nhá. Vậy là mình đã chia sẻ với mọi người hết 3 nội dung trong video mang tên đó là lộ trình học cho người từ N4 lên N3 rồi đúng không? Mình mong rằng là video này sẽ hữu ích cho các bạn. Và nếu có bất cứ câu hỏi gì thì các bạn nhớ comment bên dưới cho mình. Mình sẽ tổng hợp tất cả các câu hỏi đó để lại trả lời trong video tiếp theo trong series chia sẻ của cô Mon như thế này. Và mình có một thêm một tip nữa, đó là trong video tới mình cũng sẽ chia sẻ với mọi người một câu hỏi mà mình nhận được từ rất nhiều học sinh. Đó là em trượt N3 rồi thì em có nên học lại N3 không hay là học lên N2? Đây là một câu hỏi rất hay và thú vị, mình cũng sẽ chia sẻ trong video tiếp theo trong series Tâm sự cùng cô Mon. Hãy ご清聴ありがとうございました。また今度お願いしますね。じゃあねー!